Sau việc mặc đồ hiệu nhưng bị nhầm đồ chợ, túi 300 triệu đồng của Mai Phương Thúy bị đem so với hộp đựng mứt. Túi đây hả? Hồi nãy tưởng cái đồ đựng mứt bánh tết. Khoác lên mình những món đồ hiệu hàng chục, hàng trăm triệu để nâng tầm sang chảnh cho phong cách. Tuy nhiên, nhiều mỹ nhân Việt phải muối mặt vì những món đồ đắt đỏ của mình bị nhầm là hàng chợ. Ngọc Trinh, còn nhớ trong một lần ra phố cách đây không lâu, Ngọc Trinh lựa chọn cho mình một bộ trang phục vừa cá tính vừa gợi cảm khi kết hợp áo crop top trắng với quần jean xanh, áo khoác blazer, túi đeo chéo. Như thường lệ, bất kỳ món đồ nào được nữ hoàng nội y khoác lên mình đều được dân tình tâm tia để tìm mua. Không để fan phải mất thời gian tìm kiếm, Ngọc Trinh đã hé lộ luôn mức giá cũng như địa chỉ sắm những item mà cô diện. Qua đó, nhiều người không khỏi choáng váng khi biết chiếc quần jean người đẹp mặc có giá lên đến 140 triệu đồng. Với thiết kế khá đơn giản như bao chiếc quần jean khác, mức giá đưa ra cho chiếc quần này lên đến hơn 100 triệu, khiến ai nấy đều phải bất ngờ, thậm chí nghi ngờ Ngọc Trinh nổ. Tuy nhiên, thực tế thì mẫu quần khá nổi tiếng từng được người mẫu Irina Shayk, Kendall Jenner, Bella Hadid trình diễn. Đây là thiết kế có sự hợp tác giữa thương hiệu Chrome Hearts và Levi's. Hương Giang xuất hiện trong đám cưới Trường Giang, Hoa hậu Hương Giang khoác lên mình một set đồ trắng đen hết sức sang chảnh. Đi kèm, nàng hậu mang theo chiếc túi hình tròn dán ngọc trai màu trắng. Được biết, giá trị của chiếc túi ấy lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nó lại bị nhiều người so sánh với trái lựu đạn. Chiếc túi này thực ra đến từ nhà mốt đình đám Chanel và là item được lòng loạt sao quốc tế. Mai Phương Thúy xuất hiện trên một talk show cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy mang theo một mẫu túi hàng hiệu trong suốt dán dẹt. Khi được MC Ellie Trần hỏi về phần khám túi, nàng hậu nhanh tay với lấy chiếc túi đặt trên bàn đưa ra. Nào ngờ, cô bị MC phán một câu phũ phàng: "Ủa, đây á hả? Nãy giờ tưởng hũ đựng bánh kẹo nho khô ngày Tết." Trước câu nói của MC, nàng hậu cũng thú thực rằng ở nhà, chiếc túi cũng bị cô em gái chê ổng chê eo, hũ đựng mứt còn đẹp hơn. Tuy nhiên, item 300 triệu đồng này lại là món đồ mà Mai Phương Thúy vô cùng yêu thích. Kỳ Duyên, Hoa hậu Kỳ Duyên vốn được biết đến như một trong những tay chơi hàng hiệu của VBIS. Đến thời điểm hiện tại, chẳng thể nào đếm được cô đã sở hữu biết bao nhiêu món hàng hiệu, bao gồm quần áo, giày dép, túi xách đến từ các thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Sang chảnh là thế, tuy nhiên cũng có đôi lần item hàng hiệu của nàng hậu bị nhầm là hàng chợ. Đơn cử như đôi sandal màu trắng mà cô diện trong lần ra phố từng bị nhầm là dép cao su mua ngoài chợ. Trên thực tế, nó là thiết kế đến từ Gucci có giá 11 triệu đồng. Việc sau việc chân diện những món hàng hiệu đắt đỏ vốn không còn xa lạ với người hâm mộ. Bên cạnh những thiết kế trendy, bắt mắt thì không ít người đẹp thử sức với loạt item có kiểu dáng độc lạ. Song, có lẽ do thiết kế quá đặc biệt hoặc vì chưa thực sự cao tay trong cách mix and match nên đôi khi món thời trang đắt đỏ ấy của họ bị nhầm là hàng mua ngoài chợ.